Ok, xin chào các bạn, xin chào tất cả các bạn đến với channel mình. Hôm nay mình sẽ giới thiệu về tựa game là giống Liên Quân luôn. Bây giờ mình vô cho bạn coi ha. Đứng lên mấy con mẹ vô vô ha. Tại này máy mình hơi lắc lắc đứng vậy này giống cực kỳ Liên Quân luôn, như là 99.9% giống Liên Quân lộn Liên Minh lộn giống Liên Minh này đó, mình là giờ mình sẽ cầm mấy con này đây con xin gì sao xuân này, mình sẽ cầm con gì sao xuân này. Bạn muốn tải game này thì mình video sau thì mình sẽ hướng dẫn tải thôi mình ơi. Game này đồ họa cực kỳ đẹp, giống 99.9% giống Liên Minh. Đây có lưỡi bú rồi nè, đây lưỡi bú, lưỡi bú. Nè, máy mình hơi lắc lắc. Vô. Đi đâu là sáng đèn chứ. Đi đâu là sáng đèn. Đi ăn lưng mình luôn. Chạy nó chạy mất mẹ. Chạy chạy. Biên giới. Có bên để trụ mình để trụ cái hai biên giới. Nhìn này khá hay luôn bạn ơi. Đây biên giới á. Ăn nó ăn nó. Hai. Our hero has been killed. Cái này có thể dịch chiếu chuyện luôn, dịch chuyển từ đây tới chủ khác luôn, khỏi cần đi cho mất công. Để cho hồi chiêu ấy đi cho hồi cái mình lấy nha. Lại cho bạn coi. Mày gì hả mày? Mày ngáo đá với tao. Cho mày ngáo đá. Sớm sớm chưa ăn chân nước bụng hay ngáo đá hả? Only weapons. Ê ê ê ê. Chơi nó không bài. Tiên nhân phép mà đủ má chơi nữa. Mình dọn dẹp lính cái đây. Gì gần với mấy cha. Rồi. Mình quên nâng cái mẹ rồi. Mình quên nâng công ty của nó rồi. Này lên level 4 được cái chi công ty nha. Mình có sức thôi. Cái này có mắt luôn, có cắm mắt luôn rồi. Đây chủ rồi.
nhau đá với tao. Để chú bề luôn. Bây giờ đi bồn. Nồi nó lắc kìa. Không cảm ơn trên người là người không cảm. Lại bạn em lắc. Cái máy ai mình đi chuyển chỗ về coi. Đi chuyển tới luôn nữa. Đi tới đây luôn. No words. Only weapons. Our hero has been killed. Ồ mày lao láo với tao. Ngốc đá hả? Cái này hay lắm. Bữa nay nhớ video bữa nay bạn like, share, chia sẻ nhiều chứ. Ti tao nè. Ngáo đá. Ngáo đá. Rồi, đánh qua đánh nè. Đá chủ rồi. Đánh hết máu rồi. Như này á, trong cái trận này mình sẽ thắng. Để mình không cần đi rừng. Ồ, xuống tiếp bờ, xuống tiếp bờ. Ồ, đang 2. Đây cái trình cân 2 của mình. Đây cái trận hai của mình. Triple kill. Mày tui gì với anh? Thôi về 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 về. Biến về biến. Căn 2 như đủ rồi. Trình căn à, trình căn 2 mình với. Tìm sẽ lên tiếp bộ mình. Nhau đá à? Đúng rồi, mình nhau đá, mình là 8-0. Ta mình là 22, team bển là 5. Ai rồi? Ủa, có chim bánh cục nữa kìa. Ghê quái. Nên mình mong trận này sẽ thắng. Chết
bà nó bắn mình. Ồ, rồi. Bể rồi. Ghê. Nhà đồng minh đến chứ cấp mình sẽ lên. Mình sẽ cắm mắt à. Ôi. Mà vĩnh chú tao rồi. Cho mày vĩnh. Tao này đánh hả mày, cho mày đánh. Words, only weapons. Chơi chiêu gì? My loyalty is unwavering. An enemy has been slain. Ôi, này. Your fort has been destroyed. Rồi, cũng kẹt. Your team has destroyed a fort. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, chết. Nhìn thấy cái ai, nếu bạn muốn tải thì bạn comment chứ. Rồi mình sẽ video tiếp theo mình sẽ làm cách, mình sẽ làm hướng dẫn cách tải cái game này nha. Mình mới cũng mới chơi đây à. Được 6 này. Bên 10 không. Thôi video này hết lúc. Các bạn nghe hay các bạn share like và subscribe đăng ký cho mình chưa ạ?